Nhà phân phối thiết bị công nghiệp Hồng Phúc xin kính chào quý khách. Sau đây là motor điện 1,5 kW, hay còn gọi là hai ngựa, hai mã lực, tốc độ 8 cực điện, số vòng quay trên phút, RPM, round per minute, 690 vòng trên phút. Motor công nghệ Úc với giá thành thấp, lợi ích kinh tế cao, khả năng tiết kiệm điện siêu hạng đã được tin dùng tại 30 nước trên thế giới. Sản phẩm đến với Việt Nam từ năm 2006 và đã được các cơ quan nhà nước, mấy chính phủ đưa vào sử dụng suốt 10 năm qua. Motor có khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất là 112mm. Đường kính cốt motor điện 28mm. Bạc đạn SKF của Nhật có thể sản xuất theo yêu cầu. Dòng định mức ampere khi đấu điện 3 pha 4.4 ampere. Rãnh ca vét của motor là 8mm. Tâm lỗ đến ngang trục của động cơ điện là 190mm. Dọc trục 140mm. Nếu là motor mặt bích, đường kính mặt bích là 250mm. Sau đây là cấu tạo của hộp cực đấu điện.